Đi cúng chùa bác sư phụ lái hả? Vậy là thầy cúng chứ đâu phải mình cúng. Đó, hôm nay em cúng dừa thầy 10 trái dừa. Mà cái dừa đó cúng là ngày mai thầy mới lái để ngăn mát không hư á thầy. Không, bỏ vô tủ lạnh là hư. Thì bỏ vô tủ lạnh là xài được 10 ngày. Không, tủ lạnh là hư liền, không bỏ tủ lạnh nó mới... Trời ơi, con uống cái đó bỏ tủ lạnh nửa tháng thì chưa hư. Cãi không, tao là bỏ rồi, tao xài rồi. Nè. Bỏ tủ lạnh ngăn mát á. Thôi mày cãi tao hoài, mày cứ nói nẻo, thấy không cúng ơi, chùa mà nó không có... Nó không biết cúng. Không biết sắp xếp hả? Ừ. Ăn uống rồi giỏi lắm mà, cái chuyện kêu cúng khoạt cũng không được. Rồi. Thầy đưa em coi. Gì? Nó lại phạt. Cái môi của thầy nè. Ừ. Từ từ đi, làm cái gì dữ à? Nói nó nhanh. Em thấy cái môi của thầy em tắc cười quá. Cười cái gì? Làm để bốn cái làm gì? Ăn uống để, này. Để uống nè, chân nè. Uống cho mát cái môi cho đừng nóng, đừng lỡ. Thầy lái cái uống luôn rồi thầy. Đó. Thôi từ từ, vội vàng làm gì? Để bỏ này cái ha, đợi một chút. Gọi vàng dữ. Nước này để đây quay lên nó xấu. Thầy ăn gì chưa sư phụ? Chưa. Có ai cúng đồ ăn? Uống á. Giàu sang dưới trời. Uống nước sục. Uống đâm trùng hạ thảo luôn. Trời, cái môi kỳ cục vậy ta. Môi là kỳ cục. Ăn uống gì đó. Vài ngày nữa mới đẹp. Thứ bảy đẹp chưa? Gì? Hai ngày nữa đẹp không thầy? Đẹp. Ghê vậy. Đẹp như mơ. Ngồi gần chứ. Uống nước dừa không? Dừa kìa, anh cho kìa. Dừa kìa. Cô uống nước dừa lấy. Thì cô uống nước dừa lấy dừa uống. Nó cho dừa kìa, có uống thì lấy nước dừa uống. Ừ, trên bàn á. Bạn có nghe đâu. Ừ. Sao thầy vậy mà mày la làng. Sao thầy không mua máy trợ thính cho sư cô? Mày khùng già rồi, mấy mày làm chứ. Nghe làm gì, không nghe tao còn mệt nữa, nghe còn mệt thêm nữa. Không nghe, không thấy, không biết, còn đỡ mà nghe rồi nghe nhiều chuyện thêm nữa. Già chứ bộ bệnh tuổi trẻ. Sao giờ nó bị rằng rằng á thầy? Rằng rằng có nước, giờ thầy nước có, khô nước. Thầy theo Vaseline không? Con có mấy hũ Vaseline của Mỹ kìa. Kha, cho. Không? Cho kha. Thì cho con đưa rồi. Nhưng mà giờ con đâu có đem đâu. Mai thầy xuống Sài Gòn không? Không, mày đem lên đi, mà biến Sài Gòn làm gì. Thì ở gần em đưa luôn. Nhà ở đâu? Thì thầy ở quận 1, quận 3 là em chạy tới liền. Chừng nào xuống thì tính, không xuống không khứa chứ. Còn đem lên thì thầy tìm đem tầm. Lên thì 2, 3 ngày. Không biết chai đâu mắc không ta? Chai đâu mắc đâu phải. Cái hũ đó là dạng như nó trơn nên nè. Bôi trơn. Trơn cho nó mát. Ừ. Thì bôi trơn cứ nghĩ trơn trơn kia không. Tụi bay trơn là cái gì nó vô dọc họng cũng trơn vậy. Tao muốn trơn cho nó để gì cho nó nhanh, nó lẹ và nó ấy. Cứ nghĩ tao hút bôi trơn cái nó nghĩ tao cái kìa. Bởi vì nghĩ bậy, nghĩ bạ. Dọc họng ta, mà có thiệt. Ví dụ như tao gói bánh hay gì, tao muốn bánh cho nó trơn, cho nó lấy dễ thì tao cũng chế miếng dọc họng cho nó trơn. Ta gọi là bôi trơn hoặc là đổ trơn. Trên trơn. Nghe cái chuyện khác mà bôi trơn nó cũng thông thoáng hơn rồi. như tiền mà muốn không suốt thì ta nói tiền, rửa tiền, ta nói cho bôi trơn là bôi trơn tiền. Là nó cũng mọi chuyện nó đều thông suốt hơn nhờ bôi trơn đúng không này? Cái môi của trời bữa ngày đầu tiên sao thầy chụp lên nó ghê lắm. Rồi, này bấm này nè, được sưng đây thì đỡ được. Cũng được. Bung ra mà con thấy nó bung ra rồi đó. Mà con thấy cái bên đây đậm hơn nè. Thì nó rụng, nhiều khi nó rụng rồi phải dặm lỡ. Nó rậm cây nào nó chịu với thịt. Nó rụng cái mình cấy lỡ. Nên ta chưa xong mà còn kháng nữa mà. Nhưng mà người ta nói thầy tu sao thầy ngựa quá thầy. Thì họ nói gì mà không đúng. Thì ai biết mình không biết ngựa. Chị người ta ngựa rồi ganh tị. Người ta đẹp rồi cái nói ôi sao làm đẹp. Không nói tôi với chị đâu làm, chị tôi làm với.
Thấy không? À, hồi ta đang làm thì thấy trời ơi, mày làm gì không biết xấu à, đẹp mốt mặt yêu quá anh, mặt mày không đẹp. Thấy hình ta làm đẹp, ủa sao nay thấy mày đẹp, hồi xưa mày xấu lắm, sao giờ đẹp dữ. Nhưng mà cái máy cái vết nứt nứt đấy là vài bữa nó hết hay là sao này? Không biết cái chuyện đó là Thầy mình phải sức có thì hỏi người tha đó, làm mình không? tha cái chai xanh xanh nhỏ nhỏ gì nè, Vậy hả? tha coi gì nè, cái thì mình tha thử coi nó khi nó khô rồi mình tính sao, giờ khô không cho gỡ mài, nó gỡ mài đã ra trôi màu. Dạ. Phải làm đẹp khổ quá vậy. Biết đừng có làm. Khổ quá con ơi. Tội Làm sư đẹp chi phụ quá. à? Khổ gì giờ khổ dữ, đẹp gì mà đẹp dữ, Vậy giờ thầy có hối tiếc không thầy? nói gì làm đẹp mà Không hối tiếc hả? không tiếc gì, đã đẹp là đẹp, đẹp là sung sướng, đẹp là hạnh phúc, đẹp là tự tin, đẹp là mà cái gì cũng đâu đâu cũng đẹp. Vậy sau khi làm chân mày với làm môi rồi thầy muốn làm cái gì nữa? Cái người hình rồi cắt mí mắt, có Thôi người đàn thì ông nữa, cái mí mắt nhìn giống BD chích luôn cái này. đẹp không, Không, đàn ông làm mí mắt kỳ lắm. sao mà làm mí mắt là sao ta, là nó cắt cho đều hả? Ông làm cho thầy 2 mí đúng không? Thầy 1 mí đúng không? Thầy Làm hình 1,5 mí à. Nhưng mà thôi đừng làm mí mắt. đâu gì Thầy làm nâng ngực đi. Nâng 2 cặp vú tán này, tay lên. rồi à, nó kêu giờ bơm cái lỗ tai dài ra luôn. Thôi làm như đó được rồi, còn không thì kéo cái dưới nó dài hơn xíu. Giờ Tắc tắc 8 giờ là 2 tắc 2 à, tám hả? gan 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 Vậy của hơn thầy hiện tại là tắc tám luôn hả? Ghê vậy. Tắc tám là khủng quá khủng thầy. Sợ sợ phụ luôn á. đẹp dài Còn con tắc giờ sao ta à khùng lúc nữa chứ, tắc phước khùng thầy. lúc chọc chọc thì ngân còn bung ra Trời đựng tiền, ơi. còn chọc nó hơn ngồi Sợ ông luôn á. Lại sư phụ luôn quý vị ơi. Sư phụ còn đông trùng hạ thảo không? Sư phụ cho con đi sư phụ. hết rồi, còn có 2 chai ở quên hai ở đúng 2 chai Cái mua đó người hộp ta là bán 10 chai sao vậy? thì ai biết lợi phỏng quy lợi ca sĩ Hồ ở quên không phải Hồ Hiếu Hà mà Thái Quách Tú. Tuấn Du Hoàng Quách Tuấn Du ạ. ở mùng 4 tháng 3 này ở Đàm Vĩnh Hưng nó hát làm anh tây show ở quận 3 kìa, đẹp lắm, Vậy à. thì làm đẹp phải sửa sạn chứ, phải chiêu chuốc chứ, nó nứt giống như con cái miệng cũng nứt vậy, Đau nứt đâu. tại mình tha chắc Khô thôi. Thà chắc là da chắc bị. nhiều khi mà mình tha gì đó mũ. Của thà là để một tuần nó mới bớt. Hạn chế ăn đồ tanh lại. Bớt mút cà rem với lại ăn chuối lại. Ăn cái đó nó ổ rồi, Bộ hả? ổ nuôi này nè, Trời ơi. thì làm cái này đẹp ăn chưa không, núp cho đã. Trời ơi. Sợ ổng luôn á. Bữa giờ Rồi thà đi làm môi mà thà nổi tiếng luôn á. Người ta lấy clip đăng lên TikTok quá. vậy hả? Trời ơi thầy quá trời nổi tiếng luôn. Ai đáng gì đáng, có gì đâu, người ta là để cho phụ nữ ước trước rồi đàn ông ước trước thôi, thanh niên cũng làm đẹp được chứ đâu phải nhất thiết phụ nữ đâu, Ấy là người đó, ta thầy đi tu rồi mà còn ham làm đẹp đó, người ta nói vậy đó. tại vì mình ham làm diễn viên người mẫu, còn mấy người kia người ta Ham tiền à? ham tiền, còn mình thì sắc đẹp đưa lên đầu, tình cảm thì tình yêu là muốn tồn tại. Nó nặng mụn nữa nè, ra mụn nữa nè. Dạo này thầy hồi xuân sao có mụn rồi ta? Thôi có mụn nè, ná không? Ra máu nè hả? Trời ghê quá. Thở vô dữ vậy. Ta để dấu chân lát cái ta rửa chân cái xong. Trời ơi. Mụn cái chắc vậy, không lấy không lẽ lấy Trời đất. lấy giày chậm chậm hả? Vậy vậy. Khuy Thầy làm giấy. như thái giám vuốt cái miệng sao thầy? Là uổng uổng giấy. Mua giấy phí ở đát nó ra máu thì trong tình hình chúng ta sẽ làm đẹp, nếu mà trai biết làm đẹp thì trai lấy vợ đẹp, con trai biết sửa sạn là sạch sẽ gọn gàng mát mẻ khôm, ta gọi lại gần cái khôm Nhưng mà khôm. đàn ông làm đẹp quá nó không có được mạnh mẽ. Người nào mạnh mẽ, người mạnh mẽ, người nào cái cá tính nó vậy là vậy, người nào nó gay là nó gay, Nhưng mà đâu nhiều phải gay cũng là mạnh mẽ thầy. mà giờ ta có hút chích cho đàn ông không còn ẻo lả với Vậy là chích trai hóc môn vô hả thầy? không, Chích hóc người môn nam vô ta cho nó mạnh mẽ như thầy nè.
Thôi tao thích như vậy đặng nó mới đã. Chứ hoàn chính đó cái đâu có ham muốn. Đâu hết. Đâu yêu mấy đứa con trai nữa đâu. Rồi ghét con trai sao? À, để vậy mà còn có yêu con trai, còn con trai còn quý. Đâu hết còn tao tao chích cái tao thấy đàn ông tao ghét không rồi, rồi Thôi, là thành ra đừng nên thích yêu phụ nữ. bánh Đúng đó. Phụ nữ mới chết với tao. bèo. Hàng khủng khổ. Lúc đó tối ngày hôm nay tao đi phục vụ cứ đóng cái 20 triệu đóng ngày Trời kiểu ơi. ngày chừng 10 cái 20 cái thôi kiếm được 100 triệu. Trời, An nói vậy đó. Như sao giờ tao mê Làm gì đóng trai gì mà 20 triệu một cái ghê vậy. chị mới có giá trị Trời mày, ơi. hàng và khủng mà, hàng có giá trị mà, Trời hàng ơi. bao xô mà Trời ơi. chơi không đông ra Trời ơi. không không lấy tiền. Trời ơi. Chơi chơi trời đấy không khấu chịu không nổi thì lúc đó thôi. Hỏi mà lúc đó nó không chấp chấp nếu mà thầy chơi mà cảm thấy đau đớn thì tôi trả tiền. Anh nói bại mẹ rồi Thì ta nói ví dụ gì đi, trời ơi dám ăn dám nói cái miệng gì đâu không biết nói làm sao làm ra tiền. đó. Nói nhiều người ta ghét. Thì Biết dở rồi nhưng mình không được sống nên sống nói. thực tế đi, thì mình bự mình nói bự chơi mà đau thì nói Thà đau. mày thà nói ra bự hả? Ừ Em tin giờ thầy thầy show ra em coi hồi cái đó phay hàng đâu phải đi. phay không đúng chỗ. Giờ tổ chức ấy thầy nói là thầy làm từng nữa nó hết khô rồi tốt rồi, nếu mà nó không ấy nữa đẹp rồi mình bắt đầu đi tắm biển đi Mình đi chơi Đà Lạt không thầy? đi lại. Đi không? Đi à, có người rủ đi Quảng Ngãi kia nè, Ai? có người nào mua vé bay đòi đi mà không biết nói Thôi gì mình đi chưa. Đà Lạt chơi đi thầy. Ừ Em với thầy đi. Nhưng mà hai người ngủ hai phòng riêng nha. chứ mày muốn ngủ chung thì ngủ 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 riêng chung kệ mày, sợ tối 12 giờ đêm thầy qua thầy gọi em sao mà em ngủ ai được. biết chuyện phòng ai đến ngủ thì muốn vậy thì làm vậy, hình như là muốn lột ra hay sao á nó Để nó đi khô. nó tự lột thầy, nó khô là nó tự bung ra Ừ. nè. Nên thầy đừng có kéo ra nó bị chảy máu á. Giống như mụn ha, Trời ơi nãy cái khăn đó con nó ta hỉ mũi rồi ghê dơ mà ta còn mũi là vặn nữa. mũi chậm môi mày thì nói ghê quá mũi mới đâu ra chậm môi cái nước bôi Lúc mà trời ta trơn đừng nói ra nữa. á. Tha mỗi ngày Thầy này phải tha hàng ngày nó bóng cũng cho mỏ được tơ chưa tớ. đủ bóng hay sao mình thay cho nó bóng này. Ừ. Rồi tầng nhang làm cho hết tầng nhang rồi tắm trắng Là bây giờ thầy muốn làm thêm tầm vàng nhang tấm trắng nè. các mí Kéo lỗ mắt mũi cắt mí kéo má. lỗ tai. Ừ. Còn lỗ mũi này không làm tại vì nó giữ tiền tốt rồi. Tại nào giờ thầy không có tiền mà thầy còn giữ không khi có tiền nhiều dễ gì loại. Rồi có làm của quý nó dài hơn không? Tại đó làm đó Sợ sư phụ luôn quý vị. khủng rồi con ơi, Khủng hả? khủng Không lắm. cần hả? Ừ, cần đa nhiều người đam mê rồi. Vậy thành làm tổng cộng cặp chân mày với lại xăm môi là bao nhiêu tiền sư phụ? Thì Được tài trợ hay thầy trả tiền? cái giá của người ta là mỗi thứ là 7 triệu. Dạ. Ừ, còn mình thì được miễn phí thì Được tài trợ hả? tài trợ miễn phí thì tất cả thì đều có người tài trợ, một người đã hai là người ta ấy thì tất cả đều là người ta tài trợ hết, như răng nè thầy nói gì chứ người ta cũng tài trợ chứ Vậy thiệt. hả? Tại vì mình nói tại họ làm chưa xong mình nói cho họ họ làm, khi họ làm xong rồi thì mình cảm ơn họ thì Tức tất là hàm cả. răng 120 triệu cũng được tài trợ. Ừ, đúng rồi. Rồi cặp chân mày với xăm môi 14 triệu cũng được tài trợ. Ừ, đúng rồi, mốt này kéo kéo cái lỗ tai dài không xuống như Phật này, cũng miễn phí. Là Kéo vậy là cắt sụn ở đâu ra mà kéo? không ta chích mũi thuốc Vậy tự hả? là khòng ra xuống, khòng xuống mình muốn dài là nó tính theo mua mũi thuốc á, muốn mũi thuốc thì nó xuống dày mà dài nữa thì 2-3 mũi thuốc tự nó kéo ra thịt nó lòi ra, giống như người con này cái này nè, cái mình chích cái đó nó giãn 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 nó dài thôi. Làm cái gì Giờ được? rồi có nhiều người ta gắn bi á, gắn vô Trời cho nó ơi, tao mua gì đây Phật. Con sợ sư phụ người luôn ta á. gắn bi Có để thiệt không mà nói vậy trời. có Có luôn thầy hả? vô coi rồi mà coi thường xuyên mỗi ngày. Trời ơi, mấy đứa nó gắn bi dài bự vậy Trời ơi, con nè không biết rồi đó. Là cái coi thầy coi phim 18 cộng thầy thấy hả? là cái thầy bốc 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 gắn Ấy là đầu thầy vô coi phim 18 cộng thầy không thấy hả? có, người ta làm mấy cái chỗ xăm á, Ấy chỗ xăm mấy hả? chỗ người ta vô bi đó mà người ta cho vô phòng coi coi những người nam người ta làm á. Trời ơi, vô nó thầy cảm giác sao thầy? Đã lắm mà như lên thiên đường hả? Ừ, đẹp ghê luôn rồi. Đẹp luôn Có hả? nhiều thanh niên nói to bự rồi mà còn nó còn vô bi nữa. Trời ơi.
tự nhiên cái sở thích quá đáng vậy trời. Này cái bình thường không sướng hơn hả? Không vậy trời, cái đó đang tao phục vụ phụ nữ mà, để cho nó phụ nữ hay sợ khủng ăn khủng đẹp. Không tin tại con không chưa bữa nào con xuống đây thầy hướng dẫn. Dạ thầy dẫn con đi bữa đi. Có 5 triệu à? 5 triệu hả? Ừ, 5 triệu là nó làm đẹp lắm. Bữa nào vô đi. Để thầy có làm chưa? Thầy không làm hả? À? Mình đâu có chơi rồi làm, tại nói cho vui chứ mình làm chi. Chỉ mình chích theo cho nó dài to. Sợ luôn. Giống như lỗ tai này chính dài xuống vậy nè. Cái ông mà ông thầy nào bạn hô luôn mua lỗ tai dài đó. Ông ngồi thiền hỏi cứ nào người nào quay đó. Dạ, ông ở Đồng Tháp. Ờ, ông cũng chích đó. Vậy hả? Chứ họ không phải kéo, mà không phải là làm được đâu. Còn cái gì con muốn tự nhiên thì sư phụ ơi. Mình đi làm cái gì thì mình phẫu thuật này cũng tự nhiên mà chích thuốc tự ra giống như lớn mọc rồi. Thì nó cũng có biến chứng gì không? Sợ nó có biến chứng gì không? Không, ta làm đó mấy người mà ta nè, mấy người ta cũng chích thuốc phải không? Cái người ta khoét cái lỗ vậy nè. Cái ta đeo cái nòng cái bông tròn vậy nè. Sợ luôn á, sư phụ ngựa quá là ngựa luôn à. Không phải ngựa mà sửa sạn sắc đẹp. Sửa người ta sửa sẹp ngữ như dơ quá. Người ta nói sửa sạn là có vợ có chồng. Còn mình đâu có vợ có chồng đâu sửa sạn. Và bây giờ em cũng xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú anh chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ Bình Định dấu yêu như cả nhà. Chào tạm biệt sư phụ. Giờ mình nói gì nữa không? Quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương khớp glucosamine loại 220 viên. Giá là 850.000 free ship toàn quốc.